B54 này, thời gian nhấc chân vịt lâu hay là chậm này, mình ấn lì vào mật khẩu này, nhập mật khẩu này. B54 nhớ là cái thời gian nhấc chân vịt nhá, hạ xuống luôn hoặc là vừa nhấc lên hạ xuống hay là như nào. Ok, phải vào mật khẩu vào B54 nhá. Ok này, 2000 thời gian nhấc lâu nhất này. Ok, ấn B trở ra này. Đây. Đấy, nhấc này, mãi nó mới hạ xuống này. Nó nhấc ở con mắt này nhá, thời gian nhấc thân vịt lâu hạ xuống ở mắt này nhá. Còn mai thì vẫn bình thường nhá, mai nhấc chân gần gót vẫn bình thường nhá, chỉ có mỗi thời gian ở cái mắt này. Đấy, đấy, khi mắt đưa vải vào đây, nó rất là mãi nó mới xuống này. Đây, che mắt đi này. Đấy, để về 50 là nhanh nhất nhá. Ok, đây 50 vừa đưa vào ra hạ mất rồi. Đấy, vừa đưa vào chưa kịp cho vải ra hạ mất rồi. Còn chuẩn của nó là 300 nhá, muốn vào được phải ấn mật khẩu nhá. 54 ok, đây là ra đấy. Đấy, mình đưa mắt vào nhấc này. Đấy, cái B54 đấy là cái thời gian nhấc chân vịt nhá. Đây này.